Quý vị và các bạn thân mến, để mở đầu, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin của chuyên mục Bạn có biết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục triển khai công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được giao phối hợp với Sở Y tế biên soạn lại tài liệu và tổ chức tuyên truyền đến địa bàn cơ sở về tác hại của ma túy, chủ trương của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện và chủ trương đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội để điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý và phục hồi sức khỏe. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát tình hình người nghiện ma túy tại địa phương, nhất là trong khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và khu vực công cộng. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phải có kế hoạch phối hợp giữa các địa bàn giáp danh để xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy một cách đồng bộ và hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập bệnh viện Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức tại bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, được thành lập theo quyết định số 157/2003/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép chuyển trung tâm cấp cứu Trưng Vương thành bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Trụ sở làm việc của bệnh viện đặt tại số 266 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định thành lập bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức tại bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp, được thành lập theo quyết định số 1231/QĐ-UBNC ngày 10 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trụ sở làm việc của bệnh viện đặt tại số 313 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8.